Thiên đường đã cảnh xin giới thiệu đến các bạn máy sưởi oxy tích điện thuộc hãng Sobo 568. Bây giờ ở đây có nút nguồn, mình sẽ bật lên cho các bạn xem nè. Bấm lần đầu thì nó sẽ hoạt động chạy 24/24. Cái nút nguồn này nếu mình bấm tiếp một lần hai nữa, nó sẽ chạy ngắt quãng nhé. Mình sẽ bấm cho các bạn xem. Đó, chạy ngắt quãng tức là nó tiết kiệm pin, nó chạy tầm 10 giây, sau đó nó lại tắt 10 giây, cứ thế lặp đi lặp lại. Chạy 10 giây rồi tắt 10 giây. Các bạn xem nè, nó tắt 10 giây nó tiết kiệm pin đó. Tầm 10 giây sau nó sẽ chạy lại nhé. Mình sẽ chờ cho nó chạy lại. Đó. Bây giờ mình bấm nút nguồn thêm một lần nữa thì máy nó sẽ tắt nhé các bạn. Muốn chạy lại thì bấm nút nguồn, chạy 24/24. Ở đây nó có nút giảm và nút tăng lượng oxy. Bây giờ mình sẽ giảm nó tầm 10 12 nấc. Bây giờ mình sẽ bấm 1 2 3 4 5 cho các bạn xem, bấm nút giảm nè. 1 2 3 4 5. Giảm nữa đi. 6 7 8. Các bạn coi nè, lượng oxy nó ít dần đúng không? 9 10 11 12, tầm 12 nấc là oxy nó sẽ yếu hết đát nhé. Bây giờ muốn tăng mình cũng bấm 12 nấc như vậy, còn nếu muốn nhanh hơn các bạn giữ nguyên nút tăng, giữ nguyên nhé, bấm giữ nguyên nó sẽ tăng cái dù lên luôn. Đó, mình đang bấm giữ nguyên, nó sẽ tăng lên hết đát. Ở đây nó có cái lượng pin của nó là gồm 4 cái nấc đèn nhé. Nấc thứ nhất là tầm 10%, nấc thứ hai tầm 30%, nấc thứ ba tầm 70% và nấc thứ tư là full pin 100%. Máy này tích điện được tầm 10 đến 15 tiếng đồng hồ. Nếu các bạn chạy chế độ ngắt quãng thì nó sẽ tiết kiệm được tầm tích điện được tầm 30 tiếng đồng hồ. Ở đây máy là công suất 12W. Nó có 4 đầu ra, mỗi đầu là 5 lít trên phút. Ở đây mình đang chạy bằng chế độ bằng điện nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rút phích cắm điện ra cho các bạn coi nè. Đây, mình không có cắm điện nhé. Máy nó vẫn chạy bởi vì nó tích điện sẵn rồi. Khi tắt điện là nó tự chạy luôn, không cần phải là tác động gì hết. Ở đây máy nó cho mình là 4 vòi nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng 4 cục sủi nhỏ. Còn ở đây mình chế như thế này, mình chế ra cái đầu 4 này, mình đi lại cái đầu dây 8 ly. Để chi? Để mình đi cái cục sủi lớn. Cục sủi lớn của mình là tới 10 xăng. Mình thích đi một cục cho nó gọn đẹp nên mình đi cục lớn nha các bạn. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988 347 508 hoặc truy cập website thiên đường cá cảnh.com để xem thêm về chi tiết của sản phẩm. Thân ái chào các bạn.